Hôm nay 27 tháng 7, bến xe khách Lương Yên Hà Nội đã chính thức dừng hoạt động sau hơn 15 năm tham gia vận tải hành khách. Theo đó, hơn 300 xe của 52 doanh nghiệp của 19 tỉnh thành sẽ chuyển đi các bến xe Gia Lâm, Yên Nghĩa và bến nước ngầm để hoạt động. Cổng bến đã được đóng, tất cả xe khách hoạt động tại bến đã di chuyển. Trong sáng hôm nay, lực lượng thanh tra giao thông, cảnh sát giao thông cũng đã có mặt từ sáng sớm để hướng dẫn người dân và kiểm soát không cho các xe dù quay lại bến bắt khách.